Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm dịch bệnh, có lẽ ai trong chúng ta đều đã thấy được tầm quan trọng của sự sạch sẽ và vệ sinh đúng cách. Bởi bên cạnh việc rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn, thì việc dọn dẹp cọ rửa những đồ vật quen thuộc trong gia đình cũng vô cùng cần thiết. Bởi theo Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, virus corona chủng mới có thể tồn tại từ 2 đến 3 ngày trên thép nhựa không dỉ, 4 giờ trên vật liệu bằng đồng, 24 giờ trên các tấm bìa các tông. Vì vậy, việc vệ sinh các đồ dùng gia đình thường xuyên là biện pháp quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của virus. Đây cũng là nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Tai nghe, Chúng ta thường không để ý đến tai nghe, nhưng một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Health and Eye cho thấy những người thường xuyên sử dụng tai nghe có thể làm tăng sự phát triển của vi khuẩn trong tai. Để làm sạch tai nghe, bạn hãy sử dụng một chiếc bàn chải đánh răng cũ và chải nhẹ lên bề mặt tai nghe. Nhớ chải theo hướng từ trên xuống để bụi bẩn và vi khuẩn rơi xuống chứ không rơi sâu hơn vào bên trong tai nghe. Tiếp đó, hãy lấy một miếng bông tẩm cồn hoặc rẻ lau chứa cồn isopropyl 70% lau bề mặt tai nghe theo chiều từ trên xuống. Ngoài ra, bạn không nên để người khác sử dụng tai nghe của mình vì đây là cách siêu mất vệ sinh. Kính mắt Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết chiếc kính mắt của mình có chứa rất nhiều vi khuẩn gây kích ứng mắt. Nguyên nhân là bởi vi khuẩn bào tử nấm mốc rất dễ dàng được truyền từ tay sang kính. Vi khuẩn sinh sôi rất nhanh trên kính, sau đó lan vào mắt. Vi khuẩn rất thích môi trường ấm áp và ẩm ướt của mắt người và có thể gây ra tình trạng khó chịu ở mắt do đó một trong những biện pháp phòng bệnh đầu tiên để giữ cho đôi mắt của bạn được khỏe mạnh đó là giữ cho kính luôn sạch sẽ sáng bóng làm sạch kính bạn cần chuẩn bị nước ấm nước rửa chén khăn mềm thực hiện làm sạch kính của bạn thật dễ dàng với nước ấm pha thêm vài giọt nước rửa chén cuối cùng lau khô bằng khăn mềm ngoài ra bạn cũng có thể lấy bông tẩm cồn lau nhẹ mặt kính và khung kính cuối cùng đừng quên cất kính vào hộp khi bạn không đeo Đồng thời không bao giờ sử dụng kính của người khác để tránh gặp rắc rối. Tay nắm cửa, mỗi ngày bạn đều phải chạm vào tay nắm cửa nhà hay trong văn phòng và cũng không có gì ngạc nhiên khi tay nắm cửa luôn chứa đầy vi trùng và vi khuẩn, các virus trên nắm tay cửa chỉ có thể tồn tại trong vòng 24 giờ. Làm sạch tay nắm cửa, để khử trùng tay nắm cửa, những gì bạn cần chỉ là một chai giấm và một chiếc khăn. Giấm là một chất khử trùng tự nhiên. Vì vậy, bạn chỉ cần làm ẩm một chiếc khăn bằng giấm, sau đó dùng nó để lau nắm tay cửa của bạn. Điện thoại di động Nhiều nghiên cứu cho thấy điện thoại di động còn bẩn gấp 3 lần so với bồn cầu. Nếu trước đây bạn chưa từng khử trùng điện thoại di động thì thời điểm này là lúc bạn phải hành động. Bạn cần chuẩn bị cồn isopropyl 70%, khăn mềm, tam bông. Để làm sạch điện thoại, bạn hãy tắt nguồn xịt một chút cồn isopropin 70% lên một miếng vải nhỏ và lau sạch toàn bộ điện thoại. Để trà kỹ hơn, hãy lấy một miếng bông gòn, làm ẩm nó với một chút cồn rồi chấm nhẹ lên phần tai nghe, cổng sạc và loa. Máy tính sách tay Nghiên cứu cho thấy máy tính sách tay thực sự bẩn hơn 20.000 lần so với bồn cầu. Chính vì vậy, thường xuyên vệ sinh chúng là điều nên làm. Để làm sạch máy tính sách tay của bạn, bạn sẽ cần vải mềm, chất tẩy rửa chén, một bình khí nén, cồn isopropyl 70%. Trước khi bạn bắt đầu, hãy tắt nguồn máy tính sách tay của bạn và rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Nếu có thể, hãy tháo rời pin ra khỏi máy. Đầu tiên, hãy lau phần đáy máy tính và màn hình bằng cách nhúng vải mềm vào bát nước ấm đã pha với nước rửa chén, vắt khô và lau sạch bề mặt. Rửa sạch vải với nước, sau đó lau sạch lại một lần nữa. Cuối cùng, dùng phải khô lau lại lần nữa bàn phím, sử dụng bình khí nén để loại bỏ bất kỳ màu vụn nào đang nằm trong các kẽ ở giữa các phím. Sau đó nhúng một miếng vải mềm vào cồn, chà nhẹ các nút bàn phím. Một nghiên cứu được thực hiện năm 2014 bởi các nhà khoa học Pháp cho thấy một số đồng tiền có thể mang mầm bệnh E. coli, Salmonella và nhiều loại virus khác bao gồm COVID-19. Để khử trùng tiền mặt, bạn hãy nhúng một miếng vải cốt tông vào cồn dùng vải lau sạch tờ tiền trong cả hai mặt và để khô. Ngoài ra, bạn cũng có thể để tiền dưới quần áo hoặc vải, sau đó đặt bàn là lên phía trên trong vài giây để có thể tiêu diệt vi trùng và các vi khuẩn khác. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn đến với nội dung Những lưu ý khi mua sắm trực tuyến để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.